Với vết cắt của viên đá này, Kỳ Lân tự tin rằng lửa đá rất là đã. Thì đây là một chiếc nhẫn mà Kỳ Lân đánh giá rằng là rất là đẹp và sẽ làm hài lòng tất cả những quý cô quý bà. Và bây giờ, mặc dù mình là nam nhưng mà để thể hiện được chiếc nhẫn này khi đeo lên trên tay như thế nào thì Kỳ Lân đã nhờ một bạn nữ đeo rồi. Bây giờ Kỳ Lân tiếp tục đeo lên tay của mình để cho qua video hình mà chúng ta nhìn thấy toàn cảnh sẽ đẹp hay là hợp với mình hay không. Tay của Kỳ Lân thì ở mức độ vừa phải vừa trắng mà có thể gọi là nõn nè, nói cho vui, nhưng mà đẹp hay không thì mọi người đánh giá nha. Để cho hình dung thì tay Kỳ Lân bảo đảm là đeo này cũng hợp nè, vì tay da trắng mà vừa vừa xinh xinh. Với vết cắt của viên đá này, Kỳ Lân tự tin rằng lửa đá rất là đã và độ trong bộ tím vừa phải, kết hợp với màu vàng hồng của vàng nguyên khối vỏ nhẫn này, kết hợp với những viên kim cương nhỏ mà Kỳ Lân tuyển chọn này, thì đây là một sự hài hòa không phải tự nhiên mà có, mà phải dựa vào sự tỉ mỉ, tinh tế, trau chuốt để ra được một sản phẩm đẳng cấp mang tên từ thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Nếu như quý khách đã có những viên đá sẵn rồi, hãy đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân đưa mẫu cho quý khách chọn. Nếu như quý khách đã có đá và có mẫu rồi, hãy đem đến với Kỳ Lân để Kỳ Lân thực hiện hàng cao cấp. Và nếu như quý khách chưa có đá, chưa có ý tưởng gì mà muốn có một chiếc nhẫn có viên đá đẹp, đeo theo sở thích, theo phong thủy, thì hãy đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân và quý khách tạo ra những mẫu mang đậm phong cách cá nhân để Kỳ Lân phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc đến với tận tay, tận nơi từng vị khách hàng nhé.